Wibushop.net ra bát tự động 100%, các vòng quay quân huy tỷ lệ nổ hũ cực cao. Nick Free Fire, nick liên quân giá thấp nhất thị trường. Truy cập ngay wibushop.net, link ở dưới phần mô tả nha anh em. Dự đoán One Piece Chapter 1063, sức mạnh 6 thực thể Vegapen, kế hoạch của Dầu Đen là gì? Ni hao, xin chào 500 anh em clan Sam Soi nhá. Vẫn câu chào quen thuộc, lại là mình đây, thuyền trưởng Trần Soi, em trai ruột nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần. Và đây, chuyên mục Buôn Dưa Lê bán về chuột diễn biến tiếp theo One Piece Chapter mới. Nhưng ai không tin sẽ cho rằng Artbox Fest, đệ ruột Usopp thuộc hạ Kabuki. Này thì dự đoán có bao giờ đúng đâu, bày đặt múa mồm. Còn những ai theo dõi Captain Soi từ lâu thì đều biết rằng đó hoàn toàn đúng sự thật. Chả là do Oda bẻ lái quẩy xe thôi, chứ át thần cơ diệu toán. Tê Soi vô cùng tự tin với năng lực đọc lén suy nghĩ của Oda tiên sinh. Thế nên anh em cứ yên tâm tin vào mình mà đoán ngược lại các bạn nhá. Không vòng vo nữa, sau đây sẽ là video tiên tri Chapter 1063, sức mạnh 6 thực thể Vegapen, kế hoạch của Dầu Đen là gì? Get go! Lý do chính phủ muốn loại bỏ Vegapunk. Chương trước, bọn CP không tích sự vừa mới tiếp cận bờ biển hòn đảo khoa học. Ba thành viên được cho là nòng cốt của tổ chức, mang theo Seraphim Kuma, dự định sẽ cho Vegapunk về với cát bụi. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa thằng nhóc về Egghead, hạn chế gây tổn thất, sau đó sẽ không cho bất cứ tên Vegapunk nào tồn tại. Chúng thừa biết 6 cặp mắt của Punk trải dài khắp hòn đảo với Seraphim và bộ ba Kaku, Lucy, Stussy. CP0 dư sức đối đầu với tiến sĩ Điển, cộng thêm 6 thực thể của ông. Tại sao một người tận tâm phục vụ cho chính quyền suốt mấy chục năm qua lại bị ăn cháo đá bát một cách trắng trợn như thế? Ở chương tiếp theo, có thể kẻ đứng đầu chính quyền sẽ cho chúng ta biết lý do thực sự hành động này. Nhưng chẳng cần tới đó thì anh em cũng ngờ ngợ nghĩ ra một vài nguyên nhân. Đầu tiên, phải nói đến sự thiên tài của Vegapunk. Các cụ có câu, giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Một khi cảm thấy không còn giá trị lợi dụng, việc bị đá đi chỉ là vấn đề thời gian. Sự thiên tài của ông ta tạo ra mối hiểm họa khó lường đối với những kẻ tham vọng như Ngũ Lão Tinh và Im Sama. Thà tự ra tay còn hơn để gặp biến số. Ông ấy quay xe hợp tác với lực lượng khác. Vâng, rất chi thông minh. Cử CP0 mang theo Seraphim đi khử cha đẻ của nó, khác gì gao bạc bậc kỳ ban với Okoje, Ao Trinh. Được đấy Ngũ Lão Tinh, âm thầm loại CP0 bằng cách này thì chúng nó có nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Thêm lý do nữa, ai cũng biết công trình nghiên cứu của Vegapunk giá trị đến như nào, nhưng nó đòi hỏi số lượng lớn ngân sách. Thí nghiệm thành công thì không nói gì, mấy sản phẩm lỗi thực sự ngốn đống tiền của chính phủ. Nói cách khác, như đổ tiền xuống river, đổ xuống dòng sông. Kết thúc thương thảo với ông ấy đồng nghĩa cắt bớt đi nguồn chi khổng lồ. Nhưng để thâu tóm hết công nghệ trên đảo, bắt buộc phải trừ khử lão trời đã. Cả những con thực thể bằng chướng tài gai mắt. Với sự xuất hiện của Cypherpole không tích sự gì, chúng được dự đoán sẽ trở thành phản diện chính của Egghead. Liệu rằng Lucy, Cá Cư sẽ tái đấu bằng mũ rơm hay có cuộc quay xe nào xảy ra nữa chăng? Tập này thấy Luffy bật mốt tóc trắng, chắc khứa Lucy đi ra quẩn mất anh em nhỏ. 4 thực thể Punk còn lại xuất hiện. Để giúp bản thân quán xuyến mọi việc, Vegapunk tự tạo ra 6 thực thể giúp ông quan sát, chia nhỏ mọi việc ra làm cùng lúc. Tất cả đều mang tri thức của Punk, nhưng mỗi cá thể sở hữu đặc điểm tố chất riêng. Chương 1061-1062 tiết lộ 3 trong số 6 thực thể. Punk 01 Saka là người điện đàm, Punk 02 Lilith, trong khi Punk 05 Atlas đụng độ nhóm Luffy ở trung tâm nghiên cứu. Chưa rõ mấy con Punk này có xếp hạng sức mạnh dựa theo số thứ tự không? Hay đơn giản đồng cấp với nhau? Art nghĩ rằng Punk 01 là con mạnh nhất bởi theo truyền thuyết nó liên quan tới bầu trời. Mà bầu trời thì anh em nghĩ tới ai? Bên thiên đạo chứ còn gì nữa. Theo đó, 6 thực thể Punk được đặt tên thứ tự như tên các vị thần, các nhà khoa học lỗi lạc trong quá khứ. Edison, Pythagoras và York đều thuộc những học giả đại tài mà chúng ta hết sức quen thuộc. Họ sẽ lần lượt xuất hiện ở những chap tiếp theo. Một chút dự đoán nhẹ nhẹ. Edison sở hữu sức mạnh liên quan đến điện, những thứ như tia laser hay hồ quang điện các kiểu. Pythagoras nổi tiếng về toán học nên ắt nghĩ Punk 04 sẽ mạnh về kiến thức, cấu tạo máy móc. Cuối cùng là York, mình không có nhiều thông tin về nhân vật này nên phải chờ đợi đến khi chapter mới để biết được Punk 06 sở hữu ưu điểm gì vượt trội. CP0 đụng độ Sword. Trước khi tái ngộ clan Mugiwara, CP0 còn phải vượt qua một đối trọng khác cũng đang trên đường đến Egghead. Tổ chức hải quân đặc nhiệm Sword sẽ góp thêm tí văn nghệ ở arc này. Theo Apple năn nỉ ỉ ôi như một đứa trẻ. Nỡ lòng nào thiếu tướng Prince lại không quan tâm đến cậu nhóc trên bé đù Kobe cả chứ. Stewart sẽ kéo quân đến Egghead để mượn nhờ xây ra phim. Sẵn đà thấy luyến thần Kuma, lý nào không xin hỏi nhẹ phát. Này CP không, nếu không chê, chúng ta có thể thương lượng. Chê, Rob Lucy trả lời. Thế nên hai bên bay vào choảng nhau ở bờ biển Egghead. Đừng thấy Stewart tấu hài mà đánh giá thấp họ, ít nhất cũng phải ra gì chứ. Nhưng là đối thủ ư? Mình không nghĩ vậy. CP0 ở đẳng cấp khác. Cuộc giao chiến nhẹ nhẹ sẽ dừng lại ở mức trao hỏi. Chỉ cần Lucy ra lệnh cho Seraphim Kuma làm vài quả tia laser, Stewart sẽ phải tháo lui mà thôi. Biết chừng Helm Apple lại nhờ vả Luffy sút bay bọn gián điệp rồi cùng nhau đi cứu Kobe cũng nên. Thế anh em, Muzum có đồng ý lập kế hoạch giải cứu người bạn cũ tóc hồng trẻ ngôi hai mái hay không? Hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới cho mình biết với nhá. Tình hình của Kobe bên phía dầu đen. Tiền đang chơi nói về Kobe và vụ bắt cóc tống tiền của dầu đen. Vài chắp rồi chưa thấy động tĩnh gì bên phía hai thầy trò này. Tin nói rằng ông ấy thích Kobe bởi khứa đã giúp hắn ta đoạt lấy danh hiệu boss đảo hải tặc, đánh bại Wang Ji của bóng Rocks cũ. Nhưng nếu chỉ biết ơn mà mang theo Kobe về căn cứ Thiên Dương thì nó quá ảo. Một kẻ như thằng đen lắm lông, phải có vài kế hoạch cần sự phục vụ của đại tá hải quân trẻ tuổi ấy. Lẽ nào thân thể Kobe sẽ được tiết lộ? Không phải một chân bé đủ mà là thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc nào đó. Bạn thân thằng Mên mà béo quá thì sao chấp nhận được? Thế anh em, trước khi ra biển câu cá rồi dở hơi bị Avinda dí cho chạy tuột quần. Gia thế của Kobe khủng thế nào? Bà con với Imsama, con trai Sebek hay đại loại là hậu duệ của một hải tặc đinh đám nào đó. Thanh niên được quy hoạch vào dạng cày chay, lên cao thủ, làm sao tầm thương được? Một kẻ như Bucky còn may mắn lên tứ hoàng thì anh hùng hải quân tương lai phải ra rẻ tí chứ nhỉ? Thôi nào Oda, tôi biết hết rồi. Ông đang ếm hàng trường hợp của thằng Kobe đúng không? Đừng có giấu nữa. Với 20 năm kinh nghiệm học cách đánh vần trong những bộ truyện hai tên, tôi tin chắc rằng đằng sau Kobe là cả một thế lực. Lại bỏ sai đi. Chắc cú dầu đèn đã rất sốc với thân thế của thằng nhóc tóc hồng nên mới cơm bưng nước rót mời mống Kobe về bằng tư vấn đôi điều. Đấy là kịch bản do thuyền trưởng xăm soi mới nghĩ ra. Còn cụ thể như nào thì có trời biết đặt biết. Chứ editor clip này chắc hẳn đang lắc đầu về độ phê đá của ad. Băng mũ rơm gặp lại người quen. Hãy về gặp bằng, không ông thì cô nên chơi đẹp. Có một thứ tôi muốn từ cậu. Được đấy, nhị Kazuro ngầu đét. Băng 02 lại đổ gục chiếc chàng trai khoai to sau muối mất thôi. Một người như đầu tảo sao lại quan tâm đến ông già Vegapunk anh em nhỏ? Chả nhẽ muốn nhờ ông ta sử dụng sức mạnh lục đạo khai mở con mắt Sharingan bên trái. Mình chẳng tìm được lý do nào tốt hơn. Không quan trọng, đưa chúng tới đây, ta có hứng thù với băng này. Băng Saka đã nói sau khi đèn đèn mù xì thay lời tiến sĩ Điền mời gọi Zoro và đồng bọn tiến đến trung tâm của viện nghiên cứu. Một nhà khoa học điên lại biết rõ tất tần tật về băng mũ rơm, nắm vững sức mạnh lẫn truy nã của từng người. Dr. Băng không chỉ giỏi về việc nghiên cứu, trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, quả là một nhân vật tầm cỡ, thông thạo mọi lĩnh vực, xứng danh đi trước thời đại 500 năm. Vegapunk nói rằng ông ấy rất thích thú với clan mũ rơm, mặc dù họ chưa từng gặp nhau lần nào. Thế thì tại sao lại có tình cảm với một clan toàn trẻ trâu, dê xôm, mê tiền? Hẳn phải có người kế cận dỉ tai mấy lời ngon ngọt. Chẳng hạn như trước đây Kobe mật ngọt về Luffy và tai X-Drake. Neptune được Jinbei giới thiệu về thuyền trưởng mũ rơm tuyệt vời. Thế đấy, đường thằng Medi luôn có quý nhân phù trợ. Quan hệ quốc tế tốt luôn mang đến những lợi ích bất ngờ. Ai là người đã rót mật vào tai Vegapunk? Một thành viên bằng Roger, Aokiji, Kuma hay là ai được nhỉ? Liệu rằng người đó có xuất hiện cùng lúc với Dr. Điên, làm chiếc cầu nối kết nối họ với nhau? Cùng chờ xem các bạn nhá. Thêm một số công nghệ tiên tiến được trình làng. Trước khi gặp mặt Dr. Điên, giờ là giai đoạn để mang mũ rơm tiếp cận những thứ mới mẻ ở hòn đảo khoa học. Hai chapter vừa qua nhá hàng xương, muốn thấy cái hay phải đi sâu ở trong đảo. Ở đây không chỉ có robot, máy móc xịn, hàng loạt đồ chơi công nghệ V-Pro sẽ dần hé lộ. Muốn thứ gì thì có thứ đó, mô hình quái vật 3D, chiếc máy thức ăn nhanh phọt rắn 500 suất 1 phút, găng tay photon hay những thứ điên rồ đi trước thời đại. Thứ duy nhất ngăn cản Vegapunk chỉ có thể là tiền bạc, cơ sở vật chất. Một số sản phẩm ông ấy chỉ hoàn thiện trên bản vẽ, cần lượng lớn kinh phí để thực hiện. Quá nhiều ý tưởng siêu nhiên, một ngày của thiên tài luôn phải tạo ra những điều hữu ích cho đời, luôn sống trong tình trạng thiếu thốn. Vegapunk bắt buộc phải phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính quyền. Không có nó, ông không thể biến ý tưởng thành sự thật. Do đó, dù có muốn hay không, vẫn phải là một kẻ làm thuê. Nỗi khổ của thiên tài là như thế đó. Nảy số liên tục trong đầu nhưng bị vướng bận vật chất thực tế. Đôi khi tiền nó quan trọng gớm anh em nhỉ. Bảo sao ad bị nhiều người yêu cũ bỏ rơi. Nói đến đây, mình liền nghĩ đến Nikola Tesla, một nhà phát minh vĩ đại mang tới ánh sáng cho thế giới. thông qua dòng điện xoay chiều. Hy vọng Mazda sẽ tạo hình Vegapunk dựa trên Tesla, nhưng với ngoại hình của Elon Musk hoặc Doraemon. Yên tâm đi, có nhiều món đồ chơi công nghệ tiên tiến lắm. Chiếc túi thần kỳ của Vegapunk sẽ mang tới rất nhiều thứ hay ho hơn. Nhưng ý tưởng điên rồ chỉ xuất hiện trong tưởng tượng sẽ được Mazda trình làng trong chap tiếp theo. Anh em đang xem video, có idea nào bá hơn sầu ra xem nào? Anh rất muốn công nghệ tàng hình xuất hiện ở app này. Từ sau khi Sanji đập vỡ bộ đồ Retsui, ước mơ của chúng ta cũng tàn vỡ theo. Còn đâu những pha xâm lăng nhà tắm bất ngờ hay đột nhập phòng ngủ của Nami. Hy vọng Vegapunk sẽ cải thiện chế độ tàng hình cho tứ ca mà không cần đến Retsui. Trình độ của ông chắc chắn ăn đứt Vinsmoke rớt. Yep, trên đây là một vài dự đoán của mình về nội dung tiếp theo trong chapter 1063 tuần tới. Nếu anh em thích hay thấy thú vị, ấn nhẹ một like, đăng ký kênh để ủng hộ app ra tiếp video hay hơn nhá. Giờ thì chào mừng 3 chiếc comment may mắn đến với channel Thuyền trưởng Tê Soi. Người yêu truyện và anime, đúng là càng ngày coi càng nghiện mất rồi thuyền trưởng ơi. Đang vào saga cuối nên tầm này Oda làm căng lắm rồi, căng cực không cần tăng lực luôn. Tấn Hảo Nguyễn, anh Sam Soi cho em hỏi, nếu như ông tiến sĩ Vegapunk trở thành đồng đội mới của nhóm Luffy thì sẽ như nào? Khó thế cũng nghĩ ra được, chỉ có thể là fan cứng bằng hải tặc Sam Soi. Thủy thủ trên tàu thuyền trưởng Tê Soi, quả không hổ danh là các máy chém siêu đẳng. Monkey đi Luffy, mong thuyền trưởng cho lên TV, chúc anh sớm đạt được 600k sub. Anh em chắc bỏ ad hết rồi, tương tác dạo này rơi rớt như lá mùa thu, kiểu này sang đông lại không được chăn ấm đệm êm. Hai, 600k sub sao xa thế nhở? Tặng anh em bộ ảnh xanh cực dễ thương nhá. Để lại gmail bên dưới cho thuyền trưởng Sam Soi nhá. Ok, như vậy là video đến đây đã kết thúc rồi. Chúc anh em một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo vào ngày mai. Sayonara!